đột nhập căn nhà gia chủ mới chuyển đến, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Do có sự theo dõi, biết gia chủ mới chuyển đồ đạc đến nhưng chưa ở, nên đối tượng đã nhân cơ hội đột nhập trộm cắp tài sản giá trị tới 500 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ngày 8 tháng 3 cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Phong, sinh năm 1989, trú tại tổ 5, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023, Trần Tiến Phong lấy xe ô tô tải chở Hoàng Hữu Tân, sinh năm 1980, ở phường Quang Vinh và Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1990, ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đến ngôi nhà ở tổ 6, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên trộm cắp tài sản. Do có sự theo dõi từ trước, nên các đối tượng biết gia chủ mới chuyển đồ đạc đến căn nhà này nhưng chưa ở, hiện không có người trông coi, đã rủ nhau đột nhập trộm cắp. Đến nơi, các đối tượng mở cổng, mang các dụng cụ chuẩn bị từ trước để cậy khóa rồi bê nhiều tài sản trong nhà như tủ lạnh, tivi, điều hòa ra xe ô tô tải chờ sẵn. Tổng trị giá số tài sản trên khoảng 500 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được, Phong trở về nhà của mình và Hùng để cất giấu. Ngoài số tài sản trên, gia chủ trình báo bị mất trên 200 triệu đồng tiền mặt. Nhận được đơn trình báo của bị hại, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Sau 20 giờ, công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Trần Tiến Phong. Ngay trong đêm ngày 28 tháng 2, khám xét khẩn cấp nhà ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu hồi nhiều tài sản các đối tượng đã trộm cắp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục truy bắt Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đã bỏ trốn.